Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món chè trôi nước và cái bí quyết làm như thế nào để cho chè của mình mềm dẻo, các bạn để qua ngày hôm sau chè của mình vẫn ngon. Đây là cái cách mà mình làm, chia sẻ đến cho các bạn cùng xem nha. Thì ở những video trước mình cũng chia sẻ về cái cách làm chè trôi nước từ bí đỏ hoặc là khoai lang, nhưng ở video này thì không cần. Nếu các bạn yêu thích cái cách làm này thì cùng mình làm cho gia đình thưởng thức và ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những video mới từ mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu chè hai màu, một phần là màu xanh từ lá dứa và một phần là từ màu nước ép thanh long ha các bạn. Thì bên đây mình chuẩn bị mỗi một phần màu như vậy là 200g bột nếp và nước ép lá dứa thì mình lấy là 50ml. Và nước ép thanh long thì cũng là 50ml luôn nha các bạn. Rồi thì mình làm đến đâu mình chia sẻ đến cho các bạn đến đó ha. Nửa muỗng cà phê muối. Bên đây là 150g đậu xanh. Nếu có thời gian thì các bạn ngâm qua đêm để cho đậu của mình mềm và nấu sẽ nhanh chín nha. Đây là mình ngâm được một đêm rồi đó các bạn. Và mình sẽ sử dụng là 500ml nước cốt dừa mình nấu cái phần đậu này. Vì nấu đậu bằng nước cốt dừa sẽ ngon hơn là nấu nước lọc nha. Bên đây là một lát nữa mình sẽ cho đường vào đậu và nước đường để mình nấu làm chè đó các bạn. Thì đầu tiên là mình sẽ cho đậu qua cái son. Và cái cách làm này là không cần dùng khoai lang, nhưng mà chè của mình rất là mềm luôn các bạn. Cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối để cho đậu của mình có cái vị mặn mà ha. Sau đó là mình cho vào đây là nửa lít nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa dảo nha các bạn. Rồi mình sẽ cho lên bếp mình nấu ha. Nấu khi nào đậu chín mềm là được. Đậu mình nấu không có đậy nắp luôn nha các bạn. Mình cứ để sôi tầm 15 phút là đậu của mình đã chín mềm như thế này là được nè. Còn lại một xíu nước cốt mình sẽ tắt bếp nha. Các bạn đừng có nấu cho khô quá ha. Khi bóp cái hạt đậu của mình chín mềm là được. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Thì đậu hơi ấm nóng thì mình sẽ cho ra cái máy xay sinh tố. Các bạn đừng có để nóng quá nha, sẽ tổn thọ cái máy xay của mình á. Thì mình đã xay được cái hỗn hợp đậu nó như thế này nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho ra một cái chảo chống dính để mình sên cái phần đậu này ha. Mình sên như vậy nè giúp cho đậu của mình dẻo lại. Và khi các bạn ăn thì cái nhân sẽ rất là ngon. Để mình mở lửa nhỏ nhỏ thôi và mình đảo đều. Và tiếp tục mình sẽ cho vào đây là 80g đường cát. Mình không cho muối nữa nha, vì cái lúc nấu đậu mình đã cho vào một xíu muối rồi đó, nửa muỗng cà phê muối để cho có cái vị mặn mà. Tiếp tục mình cho vào đây là một muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn giúp cho cái phần đậu của mình được bóng mịn hơn. Tiếp tục đảo đều với lửa nhỏ đến khi nào đậu của mình dẻo lại là được. Đây, lúc này các bạn nhìn thấy đậu của mình đã dẻo lại như thế này là được rồi ha. Mình sẽ tắt bếp nha. Khi nguội thì đậu sẽ khô lại một xíu nữa nha các bạn. Mình đừng có xào khô quá ha, ăn sẽ không có ngon. Bây giờ mình tắt bếp. Và tiếp tục mình sẽ trộn bột nha. Ở bên đây là mỗi một phần màu mình sử dụng là 200g bột nếp. Mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối. Mình trộn cái phần bột màu xanh lá dứa trước nha các bạn. Và mình chuẩn bị 130ml nước sôi. Sẽ pha cùng với 50ml nước ép lá dứa. Là tổng cộng cái lượng nước là 180ml. Và muốn cái màu xanh được đẹp hơn thì mình cho một xíu tinh dầu lá dứa để cho cái màu được đẹp nha các bạn. Và mình sẽ cho từ từ vào mình nhồi bột ha. Cái độ nóng của nước khoảng là 60 độ C nha các bạn. Thì như vậy sẽ giúp cho bánh của mình, chè của mình nấu xong á thì sẽ mềm dẻo và ngon vì mình không cho khoai lang.
Nhưng mà chè của mình để ngày hôm sau vẫn rất là mềm và ngon. Nếu các bạn yêu thích cái cách làm này thì cùng làm với mình nha. Và cứ tiếp tục mình sẽ cho hết cái lượng nước là 180ml nha các bạn. Nước lọc pha cùng với nước ép lá dứa đó. Và cái công thức mình sẽ ghi dưới cái phần mô tả để các bạn xem. Đây là cái cách làm chè trôi nước không cần nhồi khoai của mình. Theo yêu cầu của các bạn, mình chia sẻ để cho các bạn cùng xem. Và tiếp tục mình sẽ nhồi ha các bạn. Nếu bột của mình khô thì cái lượng nước các bạn có thể gia giảm nha. Vì tùy theo bột mới hay bột cũ nữa. Thì cái khối bột nãy giờ mình nhồi tầm 15 phút thì bột cũng rất là mịn và dẻo. Tương tự cho cái phần màu nước ép thanh long thì cũng cứ như vậy mà các bạn nhồi bột, mình không quay video ở đây nha. Vì thời gian của video có hạn nha các bạn, nên các bạn thông cảm ha. Thì phần nhân mình cũng đã vo viên được 20 viên ha các bạn. Hôm nay mình làm cái lượng bột là 400g, 200 cho bột màu xanh và 200g bột cho bột màu hồng của thanh long. Thì cái màu thanh long này cũng không giữ được màu nên các bạn cũng thêm một xíu phẩm màu hồng hoặc là màu tím sen để cho cái màu được đẹp. Thì tay mình rửa sạch để mình bắt đầu mình vo viên nha các bạn. Mình vo chè ha. Thì mình vo viên chè cái da cho mỏng thì mình ăn sẽ ngon hơn nha các bạn. Tùy theo các bạn thích da dày hay da mỏng mà mình vo cái viên chè. Mình thì thích ăn da mỏng nên mình sẽ tán cái khối bột mỏng ra, cho một cái viên nhân vào giữa. Sau đó mình sẽ túm bột lại. Và để cho viên chè được dẻ chặt hơn thì mình nên bóp chặt cái phần bột sát vào cái phần nhân. Như vậy thì mình nấu chè, viên chè của mình mới dẻ nha các bạn. Và cứ tiếp tục mình sẽ làm cho hết cái phần bột này luôn nha. Đó, mình cũng cứ vo viên, da dày, da mỏng thì tùy theo sở thích của mình nha các bạn. Để tạo màu sắc cho chè thì mình khoa màu các bạn, một miếng bột màu xanh và một miếng bột màu hồng. Để làm cho cái nồi chè của mình được thêm đủ màu sắc cho đẹp ha. Đó, mình cũng tán mỏng lên. Rồi mình sẽ cho vào đây là một viên nhân. Tiếp tục là mình sẽ vo tròn lại. Đây các bạn nhìn cái viên chè hai màu của mình nè, rất là đẹp nha. Đây là những viên chè mà mình đã tạo hình xong như thế này thì được 20 viên chè lớn. Và còn dư một ít bột thì mình làm những cái viên chè nhỏ nhỏ như thế này nha các bạn. Viên chè không nhân, người ta gọi là chè ỉ đó. Và mình đã chuẩn bị một nồi nước thiệt là sôi nha các bạn. Trước khi cho chè vào cái nồi nước luộc thì mình nên vo viên lại để cái hình của những cái viên chè của mình được tròn. Mình sẽ cho những cái viên chè ỉ vào luôn. Những cái viên chè này chứ rất là ngon đó. Rồi, mình sẽ luộc ha các bạn. Đợi khi nào mà chè của mình nổi lên mặt nước là chè đã chín nha. Mình không đụng vào chè ha. Chè chín là chè tự nổi lên. Mình chuẩn bị một thao nước lọc như thế này và tiếp tục một thao nước lọc nữa nha các bạn. Để khi chè của mình chín mình sẽ cho liền ra cái thao nước lạnh như thế này. Thì một lát nữa mình nấu cái phần nước đường. Thì cái nước đường của mình sẽ được trong hơn và những cái viên chè của mình có thể giữ được lâu. Đó, các bạn xem cái màu của những cái viên chè của mình rất là ngon ha. Màu rất là đẹp, tự nhiên luôn. Những cái viên chè nhỏ bắt đầu nổi lên rồi đó các bạn. Thì luộc được một lúc thì những cái viên chè nhỏ như thế này không nhân sẽ chín trước. Lúc này chè đã nổi lên mặt nước thì mình sẽ vớt ra cái thau nước lạnh nha. Chè rất là bóng luôn nè các bạn. Màu sắc thì rất là đẹp. Và bây giờ những cái viên chè lớn của mình cũng bắt đầu nổi lên là chè đã chín. Thì mình cũng nhẹ nhàng mình vớt ra cái thau nước lạnh luôn. Chè rất là bóng mượt. Màu sắc thì đẹp nữa. Mình sẽ vớt hết cái phần chè này qua cái thau nước lọc thứ nhất. Sau đó mình sẽ vớt tiếp tục qua cái thau nước lọc thứ hai luôn nha các bạn. Chè của mình đang ngâm trong cái thau nước thứ hai nha. Và tiếp tục mình cho vào đây là 500ml nước lọc. Mình sẽ nấu cùng với 250g đường. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì mình sẽ thêm đường nha. Vì mình không thích chè quá ngọt, ăn sẽ nhanh ngán. Đây là hai cái lá dứa mà mình đã xé nhỏ và mình dò như thế này nè các bạn. Bạn dò dò như thế này ha, để giúp cho cái lá dứa mình ra mùi thơm. Đó, cho cái nước chè được thơm nha.
Rồi mình sẽ nấu để cho cái nước đường này được tan hết. Cái lá dứa này mình sẽ bỏ đi. Cái nước đường lúc này cũng hơi kẹo kẹo rồi. Mình sẽ vớt những cái viên chè thả qua nha. Đó, mình lần lượt vớt chè cho qua cái nồi nước đường và mở lửa nhỏ lại các bạn, để cho nước đường rút vô những cái viên chè của mình được bóng mượt ngon nha. Khi mà chè vào nước đường á, cái viên chè của mình lại bóng mượt ngon á. Thì mình sẽ luộc cái phần chè của mình, cái nước đường để cho thấm vào chè thì mình luộc thêm khoảng là 10 phút nữa các bạn. Đây các bạn xem nè, nước đường thấm vào chè thì cái viên chè của mình sẽ bóng mượt hơn, rất là ngon. Nếu các bạn ăn ngọt hơn thì mình thêm đường nha. Với mình thì cái lượng đường như thế này là rất là vừa ăn, vì mình không ăn ngọt nhiều các bạn. Ngọt nhiều thì không tốt cho sức khỏe ha. Đây, cái nồi chè của mình trông rất là hấp dẫn. Khi chè đã chín mình tắt bếp, cho vào một ít gừng sợi. Nếu các bạn không thích ăn gừng thì mình khỏi cho ha. Đây, những cái viên chè của mình vào nước đường các bạn thấy bóng mượt. Và mình có chuẩn bị một ít nước cốt dừa nhất. Đây là nước cốt dừa luôn nha các bạn. Khi mà mình nạo dừa mình dắt cái nước cốt á, mình không có cho nước lọc ha. Nước cốt dừa nguyên chất luôn, mình cho ăn cùng với chè này rất là ngon nè. Chè của mình lúc này rất là mềm dẻo. Và bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức. Mình mời các bạn nha. Chè rất là vừa ăn luôn các bạn, cái vị ngọt không có quá ngọt, hòa quyện vào nước cốt dừa, tăng thêm cái vị béo và thêm một ít gừng từ nước đường, làm cho cái món chè cho nước của mình rất là ngon. Và cái cách làm này không nhất thiết là phải khoa khoai lang hoặc là bí đỏ thì chè của mình mới mềm. Đây là cái cách mà mình nấu chè không cần khoa khoai lang nha, chia sẻ đến cho các bạn cùng xem. Mình mời các bạn cùng làm thử với mình cái món chè cho nước như thế này. Đặc biệt là các bạn để qua ngày hôm sau thì chè của mình không có bị cứng. Thì video mình chia sẻ đến đây mình cũng tạm dừng nha. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Và cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những video mới từ mình nha các bạn. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.